Bên cạnh sự vượt trội về năng suất, mô hình sản xuất trong nhà lưới còn có ưu điểm thân thiện với môi trường, giúp nông dân tiếp cận được với khoa học kỹ thuật, qua đó tạo ra những sản phẩm sạch, an toàn đến tay người tiêu dùng. Tháng 6 năm 2021, gia đình chị Vui được Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao và Xúc tiến Thương mại, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hỗ trợ xây dựng mô hình nhà lưới với diện tích 400 m². Ngay vụ đầu, chị đã trồng thử giống dưa lưới, đến nay đã cho thu hoạch và khẳng định được hiệu quả kinh tế cũng như xu thế phát triển trong trồng trọt. Sử dụng cái mô hình nhà lưới này là được hơn nửa năm rồi, thấy hiệu quả nó cao hơn so với lại trồng ngoài trời. Tôi cũng được tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật. Thông qua các lớp tập huấn này thì tôi cũng muốn áp dụng về cho gia đình mình và mở rộng thêm diện tích, bởi vì thấy là hiệu quả kinh tế của nó cao với lại tiết kiệm được nhiều chi phí, giống như là kiểm soát được dịch bệnh này, ít sử dụng phân bón hơn này, với lại thuốc bảo vệ thực vật. Tại các nhà lưới này, nông dân đã và đang tiến hành trồng các loại dưa kim hoàng hậu, dưa lưới, các giống dưa chuột, hoa, rau an toàn. Với những nhà lưới này, người nông dân đã chủ động được trong việc tạo ra điều kiện sống tốt cho cây trồng để đạt năng suất và chất lượng tối ưu. Một năm có thể trồng xoay vòng từ 4 đến 5 vụ hoa, rau màu các loại. Giá trị thu nhập 1 hectare canh tác trong nhà lưới có thể lên đến hàng trăm triệu đồng. Trong năm 2021, thì đơn vị có được giao và thực hiện một số, thứ nhất là về các mô hình về ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực trồng trọt. Đây cũng là những cái mô hình được tổ chức sản xuất theo cái hướng là ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo hướng hữu cơ. Đấy, và có cái liên kết tiêu thụ sản phẩm thì làm nâng cao cái giá trị và thu nhập cho cái người nông dân. Thì qua thực tế thì bà con cũng đã tiếp cận rất là tốt và cũng đã triển khai cái mô hình rất là hiệu quả. Và hiện nay thì cũng đang có cái xu hướng để tiếp tục nhân rộng cái mô hình ra. Canh tác trong nhà lưới không chỉ mang lại lợi ích về mặt kinh tế mà còn đảm bảo sức khỏe cho người sản xuất, an toàn cho người tiêu dùng. Những mô hình này sử dụng hoàn toàn bằng phân vi sinh, phân hữu cơ ủ hoai mục và ứng dụng kỹ thuật tưới phun sương, nhỏ giọt nên tiết kiệm được nước, phân bón, công lao động, mở ra hướng đi mới cho sản xuất nông nghiệp bền vững trong tương lai.